Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ bảy ở Arizona. Sau những ngày mưa và lạnh, hình như bắt đầu là chuẩn bị hết cái mùa đông. Thì mấy hôm nay phải nói là hôm nay mưa rất là nhiều ở cái vùng thung lũng của Arizona, người ta gọi là Valley of the Sun, cái vùng thung lũng, cái vùng sa mạc á. Trời mà mưa như vậy nhiều á, cây cỏ nó sẽ mọc lên, nó chuẩn bị cho mùa xuân, anh chị các bạn thấy không? Lạnh quá cây nó chơi cành, nó trụi lá hết. Khi mà mùa xuân về đó thì bắt đầu nó nở hoa ngợp trời luôn. Đấy, anh chị em các bạn biết khi mà bắt đầu nó nở hoa rồi đó, những cây sa mạc mà nó nở hoa rồi đó là bắt đầu người ta sẽ bị bệnh gọi là allergy. Những người mà họ hay bị ác xì nhảy mũi đồ đó, nó hành, họ bị nhức đầu, họ mũi nó bị rất là nhiều. Tại cái mùa phấn hoa nó ra ở cái vùng sa mạc mà anh chị và các bạn. Cây ở đây là cây sa mạc. Sau một cái những ngày mưa như bây giờ là trời bắt đầu nó nắng, nó ấm lên lại. Thì hôm nay lại mình muốn chia sẻ với anh chị các bạn một cái đề tài về những cái câu chuyện mà thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Anh chị em các bạn thấy cái thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên họ chọn cái Việt Nam để làm cái cuộc họp. Đây là quyền lợi của thằng Mỹ thôi. Quyền lợi của thằng Mỹ và Triều Tiên và vấn đề chính trị. Mà tôi thấy cái nhóm mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ nó nháo nhào là giống như con vòi. Nó thấy ông Trump qua, ôi thôi, nó viết kiến nghị rồi nó gửi thơ. Rồi lại có một cái đám ở trong nước, cái đám dân chủ cụi do cái lão Nguyễn Quang A cầm đầu. Trong đó lại có mấy cái tên đạo sĩ thúi, là tên Nguyễn Thái Hợp. Mấy cái tên này tào lao đấy mà, đã đi tu rồi mà còn ham sân si đời. Bởi vì tại anh chị các bạn, tôi không muốn đụng vào tôn giáo. Bởi tại sao một cái nhóm người công giáo cực đoan đó, họ làm tôn giáo của họ bị lu mờ. Công giáo càng một lúc bị sa sút bởi những người mà lợi dụng chính trị, đem cái tôn giáo vào trong chính trị làm cái liều thuốc phiện để ru ngủ lòng người. Bởi vì cái thời mà La Mã, công giáo La Mã nó sử dụng cái tôn giáo nó đi gọi là bành trướng cái chủ nghĩa đế quốc La Mã của nó. Sau này nó sa sút bởi vì trong vấn đề chính trị mà. Chính trị thì phải thủ đoạn. Anh chị em các bạn thấy ngày xưa ông Diệm ông cũng sử dụng tôn giáo trong cái mưu đồ chính trị, cuối cùng ông chết thê thảm. Anh chị em các bạn thấy không? Tôi thấy những kẻ mà sử dụng tôn giáo trong mưu đồ chính trị trong cái mọi thời kỳ rất là nguy hiểm, nhất là trong cái thời kỳ của thế kỷ thứ 21 này. Anh chị em các bạn nhìn cái Hồi giáo cực đoan cực kỳ nguy hiểm, tụi Al Qaeda cũng vậy. Nó sử dụng cái niềm tin của con người đó vô cùng nguy hiểm, nó không mang đến một cái ích lợi cho cái đất nước, mà ngay cả chính bản thân của những người đó họ cũng sẽ đi vào cái kết cục rất là cay đắng, vô cùng cay đắng. Hiện nay anh chị các bạn thấy cái nhóm mà ISIS, cái nhóm khủng bố đó, nó cũng sử dụng tôn giáo rất là ghê gớm, rất là khủng khiếp. Mà cái đám bọn công giáo cực đoan do cái tên Nguyễn Thái Hợp này cầm đầu thì tôi thấy tào lao, rất là tào lao. Trong khi những quốc gia phát triển người ta tách rời tôn giáo ra khỏi cái chính trị, người ta tách rời nó ra. Còn như cái đám dân chủ cụi, như cái tên cái lão Nguyễn Quang A cũng vậy, đại diện 100 nhân sĩ
tôi thấy lại còn tào lao khủng khiếp nữa. Cái ông này còn bệnh hoang tưởng dữ dằn nữa. Mình đi đấu tranh phải phải đi nhờ giả, phải ngồi đó quỳ lạy thằng Mỹ, nó nhục, có nhục như con canh nục. Đi đấu tranh mà không lấy được lòng dân vậy thôi, đi đấu làm con khỉ gì. Ở nhà giờ, tuổi của ông đó thì giờ ở nhà sống buổi xế chiều với con cháu cho nó có ý nghĩa. Cái ông Nguyễn Quang A này ổng cũng rất là ảo tưởng. Tôi thấy ở Việt Nam bây giờ có nhiều người rất là ngáo chính trị, họ nghĩ chính trị là cứ ra ra ngoài đó cứ là đấu tranh theo cái lý tưởng mà họ nghĩ là đúng, nhưng mà nó không lấy được lòng của số đông. Trong khi đó họ đi đấu tranh vấn đề mà dân chủ, nó nói vấn đề đa số, anh phải lấy được lòng của đa số, anh phải là người của dân chúng, anh là phải là người của đại đa số. Trong khi đó anh không đạt được mục đích, bắt đầu anh quay qua anh nói xấu, anh quậy phá thì nó đâu còn là tính cách dân chủ. Mà trong khi đó mấy cái tay mà dân chủ cũ trong nước toàn là làm chuyện tào lao, đi ra thì không lấy được lòng dân thì bắt đầu đi bôi nhọ, đi nói xấu những người lãnh đạo, rồi đi cầu cứu Mỹ. Tôi thấy rất rất là nhục, nó nhục cái chỗ đó. Cái tờ, như ông Nguyễn Quang A tôi thấy là một cái điển hình. Rồi lại gom góp ở đâu được 100 nhân sĩ. Mèn ơi, tôi thấy nhân sĩ cái kiểu cái gì, toàn là mấy ông mà nhân sĩ trí thức, cái kiểu mà nó sọt, nó dục sọt rác hết trơn. Trí thức nhân sĩ nó phải cập nhật, nó gọi là update, nó phải update liên tục, nó phải update cái sự hiểu biết của mình, nhất là trong cái thời kỳ công nghệ 4.0 ngày hôm nay. Mà đằng này nghĩ rằng ngày xưa mấy chục năm trước lấy được cái văn bằng nào đó thì bây giờ bắt đầu là dùng cái văn bằng đó đi ra để cho là nhân sĩ trí thức. Mẹ ơi, nó không có, nó lỗi thời hết trơn, nó không có phù hợp. Bởi vì toàn mấy cái đám chống cộng, tôi thấy ở hải ngoại thì chẳng ra cái ôm gì hết, còn cái đám dân chủ cũ trong nước thì ôi thôi, như còn nó như cái nồi cháo heo, nó ra như cái nồi cháo heo khủng khiếp. Bó tay chống một một đám thì sử dụng tôn giáo như cái đám của bọn ông Hợp, rồi bây giờ lại có cái tên cái lão Nguyễn Quang A ra ngoài đó lập cái hội gì đó, no gì đó, no u cái gì đó. Tào lao đấy bà, đấu tranh cái kiểu gì mà nó không có một cái ý thức gì. Đã mình thua rồi, mình ra mình ứng cử người ta không bầu mình rồi, mình rớt cả vòng đầu rồi, mình vẫn còn ngoan cố đi tìm đủ mọi cách để cấu kết đi phá hoại đất nước. Mấy thành phần này khinh, các bạn nên nhớ, mấy thành phần rất là khinh. Trong khi đó những người lãnh đạo của đất nước ngày đêm người ta phải tìm đủ mọi cách để lái cái con thuyền vận mệnh đất nước, làm sao phát triển đổi mới thịnh vượng, chính sách đối ngoại và đối nội làm sao cho nó phù hợp với lòng dân. Còn những thành phần dân chủ cũ thì tôi nói ôi thôi, thấy mà ớn chè đậu. Thấy cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này, thấy thấy nó đã tạp nhạp rồi, rồi mà thấy mấy cái đám mà dân chủ cũ trong nước nữa, mèn đấy ơi, càng lúc càng theo dõi thấy không ra cái ôm gì hết. Chuyện của ông Trump người ta chỉ mượn cái địa điểm của Việt Nam để người ta tới người ta họp thượng đỉnh thôi, mà bọn chúng nó nháo nhào lên như con voi. Tôi thấy nó sống nó vọng ngoại nhiều quá, nó vọng ngoại khủng khiếp. No u khúc quân cái lô khúc quân quân khúc no u gì đó, sống vọng ngoại không, cái ngồi bên đây cái chờ thằng Mỹ ban phát
Thằng Mỹ nó không có ngu đâu, nó làm cái gì cũng vậy. Nó là cái thằng gọi là business, cái gì phải có lợi thì nó mới làm. Còn thằng nó không có dạy gì mà nó bỏ tiền triệu ra để ngồi đó nói chuyện với mấy cái đám mà như Nguyễn Văn A hay cái đám chống cộng cực đoan. Cái nó không bao giờ ngồi ngang hàng với mấy cái thành phần đó đâu. Các bạn thấy những cái phái bộ ngoại giao thuộc tầm cỡ mà cấp cao của Mỹ có bao giờ mà nó ngồi với mấy cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ hay là đám dân chủ cũ trong nước không? Không có. Nó không bao giờ xía vô mấy cái chuyện đó. Nhiều có nhiều thằng giống như đại sứ quán nhiều khi nó xạo xạo tại vì nó lấy lá phiếu này kia của những người mà chống cộng thôi, nó xạo xạo vậy thôi, nhưng nó cũng im, nó lạng quạng là ông Trump, ông tổng thống bên này ông cũng rút về, giống như các bạn thấy ông Ted Osis, ông lộn xộn, ông Trump ông rút về cho nghỉ sớm, làm cái gì mà nó đi ngược lại quyền lợi của đất Mỹ là nó đẩy mấy cái tên chống cộng dân chủ cũ trong nước, rồi tôi thấy ớn chờ đầu, không ra cái ôm gì hết. Chứ là mà nhất là cái tên mấy cái thành phần mà mượn tôn giáo ra ngoài đó suối người dân làm mấy cái chuyện rất là tào lao. Cái bọn họp Nam Thục này trước sau thì ông trời cũng đánh nhân này, tại vì tối ngày phá hoại, lợi dụng tôn giáo để làm mấy cái chuyện rùi bu, ăn được mấy cái đồng tiền của mấy thằng hải ngoại, qua được bên Mỹ, được yêu cầu được mấy cái đám công giáo cực đoan bên Mỹ để nó viện trợ cho những cái đồng tiền ăn rất là dơ bẩn. Đấu tranh không ra gì, người ta làm gì nó phải có cái lý tưởng, cái chính nghĩa, không lấy được lòng đại đa số người dân. Người nào mà theo đạo của mấy ổng mà không làm theo là mấy ổng cũng trù dập người ta. Cái dân chủ kiểu gì kỳ cục, mấy ông cha đạo cực đoan ở trong Việt Nam, tôi thấy mấy ổng, mấy những người tín đồ mà không làm theo ý của mấy ổng cũng gọi là cắt phép thông công, rồi không làm lễ, rồi cấm học sinh đi học. Ôi thôi, dân chủ gì kỳ cục ấy, cái dân chủ kiểu gì mà quái đản, đi đấu tranh dân chủ kiểu gì kỳ. Bởi vì các bạn thấy những thành phần mà chống phá đất nước, tụi nó chống cái đám mà chống cộng cực ngu ở bên Mỹ thì nó chống mấy chục năm nay, chia năm xẻ bảy rồi không ra gì hết trơn á, vài bữa rồi bắt đầu lừa đảo nhau. Bây giờ lại có mấy cái nhóm mà gọi là phát mượn cái áo nhà tu để đi làm mấy cái chuyện mà chính trị chính em, cứ ô nhục đạo giáo. Mấy cái tay mà gọi là mà đi tu mục sư cha đạo thầy chùa đồ mà gặp tôi là tôi nói mấy ông làm ơn, mấy ông cởi chiếc áo nhà tu của mấy ông ra đi, rồi mấy ông đi làm chính trị chính em để nó không có ô nhục cái đạo giáo. Đạo thì không có xấu, nhưng mà chỉ có xấu cái con người thôi, đừng có làm người ta sỉ nhục cái đạo giáo của mình. Nó đi về đời sống tâm linh, phát trên vai cái chiếc áo nhà tu rồi thì mình phải đáng xứng đáng với một cái người tu hành, phải đem cái thiện vào trong đời, chứ đi tu hành rồi mà còn đem cái ác cái xúi dục tầm bậy tầm bạ, rồi gia nhập những cái đoàn thể chính trị không ra cái ôn gì hết, rất là đau lòng. Như khi tôi thấy mấy cái tay dân chủ cũ trong nước rồi với cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, tôi thấy thành ra thôi thì mình cứ tranh đấu để vạch mặt mấy cái đám khốn nạn này để bảo vệ cái sự bình yên của quê hương đất nước của mình.
Thôi chứ là mình xin chào anh chị em các bạn. Chúc anh chị em các bạn một ngày mới chủ nhật ở quê nha, quê hương nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống ở xứ Mỹ thì ngày hết ngày dài rồi lại đêm thâu rồi anh chị em các bạn. Bây giờ mà ngồi đó mê nữa, mê Mỹ thì qua bên này thì cũng phải đi cày thôi, cũng phải làm. Xin chào anh chị em các bạn nha. Bye 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 bye. Hẹn gặp anh chị em các bạn trong cái kỳ live tiếp, mà mỗi ngày mình chia sẻ một câu chuyện để mình tìm hiểu những cái cuộc sống đó đây như thế nào. Chào anh chị em các bạn nha. Bye 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 bye.